Tin tức sau đây chắc chắn sẽ làm thỏa mãn sự tò mò của những tín đồ công nghệ. Các bạn trẻ tại Việt Nam đã có cơ hội được lần đầu tiên chứng kiến những điều thú vị của công nghệ Photoscan 3D. Công nghệ này đem lại những hiệu quả thị giác rất đặc biệt và các bạn chắc chắn sẽ phải đồng ý với tôi rằng sự sáng tạo của con người quả là không giới hạn. Tạo hình cựu Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama hay cầu thủ bóng đá Neymar như thật với công nghệ Photoscan 3D không còn quá mới mẻ trên thế giới. Tuy nhiên, với nhiều bạn trẻ ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến công nghệ này. Đây chỉ là một trong rất nhiều công nghệ mới thuộc ngành mỹ thuật đa phương tiện vừa được giới thiệu tới các bạn sinh viên tại Hà Nội. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Pháp, Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia và công ty Huion tổ chức. Đến đây, các bạn trẻ có thể tìm cho mình những công nghệ để việc thiết kế trở nên dễ dàng và đơn giản hơn, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo. Các thiết bị có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thiết kế, họa sĩ truyện tranh, nhiếp ảnh, phim hoạt hình, điện ảnh. Nếu muốn trải nghiệm miễn phí những thiết bị công nghệ mới này, các bạn có thể truy cập địa chỉ arena-multimedia.vn để biết thêm chi tiết.